Tóm tắt lại sự kiêng ăn thì có 10 10 nhân vật trong Kinh Thánh kiêng ăn mà chúng ta xem. Thứ nhất là các môn đệ họ kiêng ăn. Các môn đệ họ kiêng ăn ấy thì Chúa bảo là trong Matthew 17 21 ấy thì cần phải kiêng ăn cầu nguyện, các môn đệ cần kiêng ăn cầu nguyện thì đuổi quỷ. Chúa bảo như vậy. Rồi cái hình thức kiêng ăn thứ hai, đó là răng bắp tít, là người được biệt riêng ra. Đây là người rất là đặc biệt rồi, răng bắp tít biệt riêng ra. Rồi cái tiếp theo ấy, đó là dân sự thì hội hiệp tại Mích Ba, Giam-ê kêu gọi dân sự kiêng ăn. Đó là cái hình thức kiêng ăn tiếp theo. Cái hình thức kiêng ăn của các môn đệ thì tôi nói thêm ở đây, cái hình thức kiêng ăn các môn đệ thì học được đó là những người con cái Chúa bị bắt và bỏ tù tại Trung Quốc ấy. Khi vào tù họ kiêng ăn cho những người trong tù, họ kiêng ăn triền miên như vậy. Và khi kiêng ăn như vậy rồi cuối cùng ra tù ấy, cả nhà tù có những lời làm chứng là có khi cả nhà tù tin Chúa, phần lớn trong nhà tù tin Chúa, thành hát tôn vinh Chúa ở trong đó. Và tôi tin rằng đây là cái sức mạnh ban đầu nhé, của những người cái mục vụ cai nghiện, mục vụ ở tại các Việt Nam, ở tại Việt Nam. Nhưng mà cái sức mạnh tại Trung Quốc chúng ta lưu ý đó là trong trong nhà tù. Tôi hy vọng là khi nói này chúng ta không bị định kiến, bởi vì truyền thông ngày nay nói khi cái gì nói đến Trung Quốc ấy thì là nghe nó không thích. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta nên nhớ là con cái Chúa. Những người con cái Chúa Trung Quốc tôi tin rằng họ cũng cầu nguyện cho Việt Nam chúng ta. Họ cũng cầu nguyện cho hòa bình và không có chiến tranh. Và cái sự tấm gương được học. Cái người mà gọi là người công dân thiên quốc cũng bị tù và sau đó ông kiêng ăn cầu nguyện. Đây là Chúa cho thôi, Chúa hướng dẫn thôi. Thì ông ấy kiêng ăn ấy, trong ông kể lại lời làm chứng là 70 ngày hay sao. Chúa hướng dẫn đó là một cái sức siêu nhiên. Thì chúng ta đừng nói là cái này là hơn Chúa nhé, cái này nó không có đâu, cái này là Chúa bảo thôi. Mà con người này là không có gì để mà gọi là lúc đấy thì không còn gì để mà chơi chơi trội. Thì Chúa làm cho phép lạ là mở cửa ngục và đi ra đấy. Rồi sau đó là Chúa làm cho phép lạ mà lấy hộ chiếu người khác mà bay sang bên này qua cửa hải quan mà họ không có nói gì cho đến khi sang bên này. Và bây giờ đang phục vụ cho cái mục vụ của ông Sadachuk, là mục vụ mà chú ý đến những người con cái Chúa, chú bắt bớ đấy. Mà tôi cũng có từng có lần dịch cho người mục sư này. Cái sự kiêng ăn bẻ gãy những xiềng hung ác ấy. Các môn đệ kiêng ăn. Và đây là cái sự mà các môn đệ kiêng ăn. Chúng ta lưu ý cái này. Khi các môn đệ và chúng ta Chúa đặt cái sự kiêng ăn đó thì chúng ta cần, chúng ta thấy trong hội thánh cũng như là trong những cá nhân. Tôi từng nghe nói là có người đặt cái hứa nguyện cái sự kiêng ăn ra, hứa nguyện cái sự kiêng ăn. Tôi nói bản thân cá nhân tôi, Chúa cho cái thời mà trước đây có thời gian dài tôi có cái sự hứa nguyện kiêng ăn dài riêng với Chúa theo cái phương pháp kiêng ăn của Daniel, cả năm trước khi lập gia đình. Mà cái thời gian đấy phước hạnh lắm, phước hạnh lắm, nó ngọt ngào với Chúa. Những cái xiềng hung ác nó được bẻ gãy, cái sự kiêng ăn của các môn đệ nó quan trọng này. Người ta muốn thấy những cái mác 16 ấy, xảy ra đấy, nhân danh ta đuổi quỷ dùng tiếng mới mà nói, ba rắn trong tay uống giống như độc cũng không hại diệt, là tê trên kẻ đó được lành. Họ đi ra làm việc với các môn đệ, chúng ta thấy đi làm việc đã mệt nhưng họ còn kiêng ăn nữa nhé, họ còn kiêng ăn nữa. Đã follow thì sao? Phaolô thì ông vừa như vậy mà ông trong những sự kiêng ăn, trong những sự thao thức, trong những sự mà lao tù, trong những sự mà bị đánh đập, bị ném đá, ông ấy nói như vậy, trong trong những sự đó mà ông bước đi trong sự kiêng ăn. Có lúc mà Phaolô khi mà đi đoạn nào tại 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 trong Thổ Nhĩ Kỳ ấy, trong xứ Asi ấy, thì có một đoạn đường là từ, tôi nhớ là từ thành Mile là đi về Ephesus sao, mọi người thì đi tàu bình thường, đi tàu nhận đi tàu biển, tại vì đó là dọc bờ biển, hay là đi xe ngựa gì đấy. Nhưng mà còn Phaolô thì đi bộ, ông muốn như vậy, ông muốn như vậy. Có thời gian như vậy thì có cái thời gian riêng với Chúa được. Trở lại đây tiếp theo, sự kiêng ăn của người Chúa Giêsu kiêng ăn chứ.
Chúa Giêsu thì Ngài kiêng ăn 40 ngày 40 đêm, sau đó thì có thiên sứ đến hầu việc. Cái cao điểm của Chúa Giêsu kiêng ăn ấy đó là thờ thần tượng. Có nghĩa rằng ấy là từ trước cho đến Chúa Giêsu ấy thì ngoại trừ những người anh hùng đức tin thôi, nhưng mà đặc biệt của Chúa Giêsu là có thể đuổi được cái kẻ mà thờ thần tượng. Nói là thờ thờ ta đi, thờ Satan. Thì Chúa Giêsu bảo hãy Satan hãy lui ra. Tôi tin cái này chúng ta núp bóng Chúa Giêsu thì chúng ta mới được ơn lắm. Và đây đây là cái đây tôi nghĩ rằng đây là cái mật mã của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy chúng ta: xin Cha giữ chúng con khỏi điều ác ấy. Xin Cha giữ chúng con khỏi điều ác. Cái sự bỏ thần tượng nó không dễ anh chị em nhé. Sự bỏ thần tượng nó không dễ. Chúng ta trong thời cải chánh thì có một cái sai lầm mà về sau thì họ cũng nhận thấy, đó là họ đi đập thần tượng trong nhà thờ Công giáo. Hay là cái thời phấn hưng của những người mà chúng ta thấy ấy, là cũng đi bỏ bàn thờ, một cái phong trào bỏ bàn thờ. Thì cái đấy là một cái sai lầm, bởi vì bỏ bên ngoài hay bên trong nó vẫn còn. Mà Chúa Giêsu ấy thì khi đối diện trong sự kiêng ăn này ấy, thì đuổi Satan, nó lui ra đằng sau. Nó lui ra đằng sau. Thì chúng ta thấy trong cái câu chuyện của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đối với con người, đó là câu chuyện về sự thờ mà, sự thờ phượng, sự lập bàn thờ của Đạp Abraham ấy, của Chúa Giêsu của chúng ta. Cái bàn thờ ở trong chúng ta đó là ai? Và cái ngôi ở trong đó có thật là Chúa ở trên hay không? Và cái sự chúng ta cầu nguyện với Ngài như thế nào? Chúng ta nên là Chúa Giêsu Ngài kiêng ăn. Cái sự kiêng ăn cao điểm ấy đó là Chúa lên ngôi. Chúa lên ngôi. Và để Chúa lên ngôi thì cái thi thiên năm Esai 58 nó được lộ ra. Esai 58 được lộ ra. Samuel, rồi sau đấy là đến Samuel kiêng ăn, rồi đến người đàn bà quá. Cái câu chuyện người đàn bà quá này ấy. Người đàn bà quá thì bảo là Eli đến gặp múc nước, thì cũng bảo là múc cho ta cái này, cái là Chúa hướng dẫn, Chúa Thánh Linh hướng dẫn nhé, chứ không có được phép lạm dụng ở đây, không được phép lạm dụng. Chúa Thánh Linh hướng dẫn với Eli là nói bà đi hầu hầu Eli và đem nước rửa và đem miếng bánh ăn. Thì bà mới nói là cái miếng bánh ấy thì làm cho ông ăn, còn chúng tôi hai con trai tôi ấy thì kiêng ăn. Có nghĩa rằng ấy là kiêng ăn, tức là còn một miếng bánh này ăn rồi sẽ chết, ăn rồi chúng tôi thì không còn gì nữa. Thì Eli bảo hãy đưa cho ta, Eli bảo dâng cho ta, có nghĩa rằng là kiêng ăn, có nghĩa rằng là kiêng ăn. Ở đây chúng ta thấy cái chìa khóa không, chìa khóa của cái một cái của lễ dâng cái tấm lòng lên cho Chúa, chìa khóa. Và đây là tiên tri của Chúa đến bảo nhé, dâng lên cho Chúa. Thì Eli mới nói rằng ấy, hãy làm cho ta. Eli nói gì? Hãy làm cho ta. Cái câu trước ấy là hãy làm cho ta cái đồ ăn này. Chúng ta nghe thì nó ngược đúng không ạ? Chẳng ai dám nói cái điều này. Mình thấy là bà quá, lại Chúa bảo là Chúa của người đàn mồ côi bà quá bụa chứ. Thì hãy đem cho ta một miếng bánh. Tôi chỉ mạng sống Đức Giê-hô-va của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này tôi lượm hai khúc củi đoạn nấu dọn cho tôi và con trai tôi, ăn rồi chúng tôi sẽ chết. Bữa ăn cuối cùng ấy. Bữa ăn cuối cùng. Thì Eli khi nói như vậy thì sao? Hãy làm cho ta đi. Rồi bột không hết trong vò, dầu không thiếu trong bình. Y như Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Miệng Eli được phán ra. Thì đó là cái quả thật, đó là cái sự, nếu mà nói về sự kiêng ăn ấy, đó là có một cái sự hy sinh dâng lên với Chúa. Ở đây trong hợp này thì tiên tri, nhưng mà có cái điều mà Chúa thấy khi chúng ta làm cái điều gì mà Chúa thấy, chúng ta dâng lên cho Chúa, dâng lên Chúa và Chúa thấy. Thì đây là cái điều chúng ta cũng học được điều gì đó đúng không ạ? Khi chúng ta thấy cái sự hy sinh của người đàn bà quá này, sự vâng lời Chúa. Ezra thì sao? Ezra kiêng ăn. Chúng ta kiêng cữ ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta. Kiêng ăn nhé. Và cầu xin Chúa. Chúng ta là những người mà Ezra Chúa gọi mà để đi về xây thành Jerusalem ấy. Còn ECT thì sao?
ACT hãy nhóm hiệp với người Juda, họ kiêng ăn trong 3 ngày và 3 đêm. Không có ăn uống gì và cả dân sự nhé. Và hãy cùng ta. Như vậy chúng tôi sẽ vào cùng vua. Và chúng ta biết nước Do Thái mà không kia ăn và không uống là nơi đấy ấy, đi du lịch người ta bảo là phải phải cầm cái gì cũng phải cầm nước theo. Đấy là việc thì để mà không kiêng ăn không ăn và không uống, đó là ACT. Sau đó là Chúa cứu cho thoát khỏi nạn diệt chủng của Hama đấy, của Hama. Và để mà khi đấy mà vua là hoàng hậu ACT đi vào đấy, thì đi đi hoàng hậu ACT đi vào thì có cái câu cuối cùng này, ACT nói là cái hành hành động kiêng ăn này, nếu tôi phải chết thì tôi chết, nếu tôi phải chết thì tôi chết. Nên cái sự kiêng ăn này ấy, là một cái sự mà chúng ta khi thấy cuộc đời như hơi nước, như bóng bay qua, như lá rụng, như nước nó đổ ra, thời gian nó không còn. Nên thì chúng ta thấy cái điều đó thì chúng ta kiêng ăn. Có khao khát không? Nó khao khát. Ngày nay chúng ta dường như chúng ta hiểu sự chữ khao khát nó khác đúng không? Chúng ta mong Chúa động chạm con nhé. Xin Chúa chạm con cho con dãy dãy lên chút. Con vui vui lên chút, xong tuần sau con lại đến, con lại xin Chúa cho dãy dãy lên chút. Nó không phải anh chị em. Cái Covid này nó rung chưa đủ thì sắp tới cho nó rung tiếp đấy. Khao khát Chúa. Nó không phải. Cái sự khao khát này nó khác. Người đàn bà quá đấy. Người đàn bà quá. Để ăn rồi sẽ chết. Nhưng mà khi dâng lên ấy, đây là người của Đức Chúa Trời mà giống như dâng lên cho Chúa. Tôi nói nhắc lại đây không phải là cho con người nhé. Đây là trường hợp rất là đặc biệt. Và chúng ta tỉnh thức và đừng để cho phép cái nào nó lạm dụng ở đây. Nếu như Chúa không nói thì không ai dám làm cái điều này. Chỉ có hai người thôi, một người đó là hai người dám làm cái điều này thôi. Đấy thì một người gọi là buôn thần bán thánh thì làm, còn một người đó là kính sợ Chúa thì làm. Đấy thì cái chỗ này tôi cần phải nói là để cho chúng ta để ý và chúng ta học nha, chúng ta học. Dâng lên cho Chúa. Hallelujah. Bởi vì chúng ta đang sống trong ngày này đấy. À, còn tiếp theo, đây là cái sự kiêng ăn tiếp theo là của ACT rồi. ACT là đây. Eli. Kiêng ăn của Eli. Eli thì sao? Eli thì đi vào trong đồng vắng. Người vào trong đồng vắng và đi đi được một ngày và ông ấy cầu xin chết. Đã đủ rồi. Lúc này là Eli là con người yếu đuối này. Xin tự sát ấy. Xin Chúa chết. Đủ rồi, cất mạng sống con vì con không hơn gì tổ phụ con. Đấy, đã đủ rồi. Lúc này ông chả thiết gì ăn uống nữa. Ông đến đây ông chả có chuẩn bị gì bởi vì cái Ahazi là ông để lại rồi. Ông sợ quá mà. Ông sợ quá, Jezebel nói một câu là ông sợ quá. Ông ấy để cả đầy tớ lại thôi, bây giờ ngươi ở đây lại nhé. Chắc là không cần đầy tớ, ông nghĩ là chắc là chấm dứt hết. Chấm hết rồi cho nên là khi nghe nói tại vì Jezebel viết một câu, nếu mà hôm nay ta không, nếu ngày mai ta không xử ngươi giống như một người nào, mạng sống trong một người, những người như mà ngươi đã xử ấy, thì nguyện, và còn dùng là nguyện Đức Yehovah phạt ta nặng nề. Eli nghe câu đấy là cái linh sợ hãi nó ập đến, nó nghiền nát vào ông. Trước đó ông đứng ra, ông đứng thì ông không có sợ, nhưng mà cái lúc này ấy, khi thành công ấy, ông bất cẩn thì ông lại sợ và ông chạy vào đồng vắng và ông xin chết đây này. Ông xin chết, ông bảo bây giờ thôi cho con chết ở trong tay Chúa, đừng chết trong trong Giê-sa-bên. Có lẽ là ông nghĩ như vậy, tức là có những cái lối suy nghĩ mà ở Eli vì yếu đuối, đó là những cái lối suy nghĩ mà nó không được sắc bén đấy, nó không được sắc bén thì nó sợ, không được sắc bén thì nó sợ. Tôi nhớ có một bài học nào đấy mà có Chúa dạy cho cái lối cái sự suy nghĩ và đuổi quỷ trong cái bài học buổi sáng nào đấy trong sách Mác ấy. Chúng ta hãy hãy nghe, tôi khuyến khích hãy nghe những cái sự Chúa dạy trong cái học trong Kinh Thánh hàng ngày trong buổi sáng, nó vỡ ra nhiều điều lắm nhá, vỡ ra rất là nhiều điều. Cái phương pháp đuổi quỷ, cái cách đuổi quỷ. Chứ còn chúng ta trước kỳ chứ cứ đụng một cái là trục xuất, đụng một cái là ma quỷ lui đi, chứ tại vì chúng ta chỉ có một cái bình sữa là cái nhân danh ta mà đuổi quỷ đấy, một cái bình sữa là cái nhân danh Chúa Giêsu là đuổi quỷ, mà không có động não thêm gì hết, dùng một hồi là hết vốn,
hồi là hết vốn. Eli cũng lo sợ. Và sau đó thì ông vào, Chúa ân điển thì Chúa ban cho đây này, cái Chúa có cách của Ngài. Chúa bảo thiên sứ làm bánh. Chúa bảo thiên sứ làm bánh cho Eli. Rồi gọi Eli dậy. Hay nói rằng hãy trỗi dậy và ăn. Ông ấy giống như ông là bị trầm cảm nặng đấy nhá. Xin chết mà. Ông không còn sức nữa. Không còn sức nữa, ông ấy mệt, ông xin chết. Hãy dậy mà ăn vì đường xa quá cho ngươi, hãy dậy mà ăn. Ăn lần thứ nhất. Rồi nhờ rồi lần lần thứ nhất và lần thứ hai chứ. Lần thứ nhất và lần thứ hai thì nhờ sức lương thực ấy ông đi đến núi Horeb 40 ngày 40 đêm. Đến núi Horeb là núi của Đức Chúa Trời. Đấy. Đây là những cái câu kinh thánh và nói về sự kiên ăn của Eli. Tức là ông chỉ ăn một lần, hai lần đấy thôi, thiên sứ. Rồi đi trong đồng vắng thì không biết có nước hay không, nhưng mà đi trong đồng vắng cũng là siêu nhiên đúng không ạ? Mà đi trong đồng vắng không có gì, nắng nắng cháy như vậy. Có phải siêu nhiên không? Đó là sự kiên ăn của Eli, ăn đặc biệt. Daniel thì kiêng ăn là sao? Quyết định trong lòng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đấy. Thì cái mục đích của bài học hôm nay ấy là tôi mong rằng để cho chúng ta có một cái động cơ của sự kiêng ăn và chúng ta đáp ứng với Chúa. Và xin Chúa cho nó cháy lên, nó lấn đi cái sự mà chúng ta kiêng ăn để cho đẹp người, kiêng ăn để cho sức khỏe. Và còn trong Kinh Thánh ấy, đó là khi mà nói rằng khi đời mình như hơi nước, như bóng bay qua, khi thấy sự cuối cùng của tôi là thế nào, hay là như như là Eli, hay là đó là Đức Thánh Linh ấy, khi mà Ngài đến chạm vào nơi chúng ta, và khi các môn đệ hiểu họ được cháy bởi một điều là muốn làm trọn điều răn của Chúa, muốn làm theo mạng lệnh của Chúa và được kết quả cho Ngài, họ kiêng ăn và Chúa ở cùng. Như vậy thì trong cái đoạn 16 ấy là có kèm theo cái sự kiêng ăn. Có một cái sứ đồ nó đi theo cái sự kiêng ăn để được kết quả. Để được kết quả. Thì nên chúng ta muốn được kết quả nhiều hơn không? Nhiều hơn cho Chúa. Và cái này làm trong sự kín nhiệm nhé. Trong sự kín nhiệm. Và đây là cái ngọn lửa đây nhá. Đây là đấng hiện ra trong bụi gai với Môi-se đấy. Đấy, ngọn lửa nó cháy trong bụi gai. Hãy nhớ cái bụi gai đó là cái hình ảnh mà tấm lòng của chúng ta gai góc ấy. Tấm lòng chúng ta gai góc, Chúa ngự trong bụi gai. Mình nếu mà Ngài ngự được trong tấm lòng chúng ta ấy, đừng có mình không có gì là khoe cả nhé. Mình đáng sợ thì tốt hơn đấy. Đáng sợ thì tốt hơn. Cái câu hôm qua tôi rất được cảm động mà tôi quyết định là xin Chúa cho cái tựa đề đó là cái gì? Tôi là người khách lạ trên đất. Đó là một sự nhận biết, con là người khách lạ trên đất, đứng trước Chúa. Còn ngày nay chúng ta thì nhận biết nước thiên đàng thuộc về con được cứu. Hallelujah, được cứu. Mình có uy quyền để đuổi quỷ. Các sự nhận biết nó không sai, nhưng đó là bình sữa thôi. Đó là bình sữa. Vừa như là cơ đốc nhân ngày nay giống như là cho những bình sữa đó làm. Tại sao lại lại là bình sữa? Bình sữa có nghĩa là baby ấy, nó là nhất thế giới, nó là đầu tiên. Nó hay khóc lên một cái là phải con đến hội thánh là phải phải được đáp ứng ngay, phải có sữa. Tôi mong rằng đó là nó không có làm tổn thương chúng ta khi mà tôi nói điều này. Tôi đang nói về một điều ấy, đó là chúng ta đang sống trong một thế giới là tôi, cho tôi, cho tôi, cho tôi. Ở bên ngoài cũng thế, truyền cảm hứng. Nói xin lỗi, không nhất thiết rằng đi ra ngoài xem những buổi nghe ngoài ấy, nó còn hay hơn nữa. Nếu mà chúng ta muốn những cái đó, muốn để tiêu khiển, đến với Chúa nó không phải như vậy. Đến với Chúa nó có những cái, nó nhiều hơn nữa. Và đó, cái ngọn lửa đấy khi mà chúng ta có đấy, thì chúng ta đến ấy, lửa bàn thờ không được tắt ấy, thì nó đến trong sự kiêng ăn hàng ngày. Kiêng ăn hàng ngày. Và đó xin Chúa cho nó là cái động cơ cho chúng ta. Nó là cái nền để chúng ta để kiêng ăn, và đó là sự mà chúng ta ăn năn đấy. Cái câu hôm qua mà cái câu trong Thi Thiên 39 có phải là một sự ăn năn thống hối không ạ? Xin xin cái gì, cái câu đấy là gì ạ? Xin nhớ về nước mắt con đúng không? Con là người khách lạ nơi nhà Chúa. Chúng ta không có gì để khoe. Và nhiều khi chúng ta tưởng mình có nhiều lắm ấy. Mình có nhiều lắm. Thì cái sự kiêng ăn ấy, đây này, Daniel ấy là người trong trong cung vua. Thì ở đây tôi nói xin lỗi, có thể dùng những cái chữ là đây có thể
mình nói xin mượn nhé, xin mượn để dùng một số nhân vật để mà chúng ta mượn thôi nhé. Ví dụ như là ông Philip là người Việt Nam, chúng ta thấy đấy, hoặc là những cái người mà đứng trong quốc hội chẳng hạn thì sao? Thì mà đây Daniel ấy thì một lòng đối với Chúa. Ông là người Daniel là người đứng đầu, là người được gọi là khôn ngoan, làm thủ tướng ở trong xứ Babylon, đế quốc giống như là tại Mỹ bây giờ đấy. Nhưng mà ông quyết định ở trong lòng ấy đó là không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn. Tôi rất là cảm động, có những người tôi tớ của Chúa được Ngài kêu gọi, Chúa phán và vào trong Nhà Trắng. Và như hôm nay tôi nghe đấy, hôm nay cái người đấy mới 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 nói dám đứng lên và nói trong Nhà Trắng về những cái sự sai lệch, nói trước 400 người. Và hôm nay tôi mới nghe bà mới nói cái người này được ơn là người Chúa chọn. Và Chúa giống như là tiên tri, Chúa nói bảo nếu mà không kiêng ăn à, không ăn năn ấy thì nước Mỹ sẽ bị sự đoán xét sắp tới. Đó là cái năm ngoái là bài đứng trước 400 người trong Nhà Trắng, bài nói. Nói là về cái sự mà đồng tính luyến ái. Mặc dầu ấy là ông bên ngoài ông Trump nói không nạo thai, nhưng mà ông lại là người thủ tổng thống mà lại cung cấp tiền cho nạo thai nhiều nhiều rất là nhiều, rất là nhiều cho nạo thai, cho cái quỹ cho nạo thai sinh đẻ có kế hoạch rất là nhiều. Thì nhưng mà đặc biệt đấy, đó là khi mà năm ngoái là cái năm mà quyết định của sự gió xoay chiều, ông Trump bắt đầu ủng hộ đồng tính luyến ái, và ông nói, nếu mà không ăn năn ấy, không quay trở lại thì Chúa sẽ cho có sự phán xét đối với nước Mỹ, đối với nước Mỹ. Thật ra thì những người đấy thì họ có thể có những lá bài khác. Thì ở đây cho chúng ta thấy đó là những người đã Daniel này này không chịu ô uế và bởi đồ ăn vụng ngon, nên cầu xin người đầu hoạn quan Daniel. Rồi sao? Tôi không ăn bánh ngon, làm trong dinh thủ tướng, làm cho những cái đó nhưng mà không xem những cái đó, không xem những cái đó. Khi mà chúng ta xem thấy tin Chúa là phải đứng đầu chứ, tin Chúa là phải oai chứ, mình chúc mừng những con người như vậy. Mình nó hai thái cực nhá, hai thái cực. Một thái cực ấy đó là chúng ta lại lại quá trọng vọng. Một thái cực khác ấy, chúng ta không xem là ra gì. Như cái giáo phái mà trước đây tôi ở trong ấy, nó là như vậy đấy. Nó không xem những cái người trí thức, những cái người đấy, nó một cái thái cực nó hoàn toàn khác, không tôn trọng đủ, không cái sự tôn trọng cần. Nhưng mà đây này, trả lại những cái gì thuộc về Chúa đây này. Và những người này ấy, là thấy là những người mà họ yêu mến Chúa. Nếu mà chúng ta cầu nguyện cho Việt Nam có những con người nó là như vậy đấy, chứ không phải người đứng vào chức mà gọi là tin Chúa hay là cái tin đó. Chúng ta khóc thì nhiều hơn nhé, khóc thì nhiều hơn, nó không không phải như vậy đâu anh chị em. Tin lành nó chưa phải mức có khi có nghe thấy tiếng khóc của Chúa không? Tiếng khóc của Chúa nó không phải như vậy, tất cả đều là bong bóng như bóng gió bay qua thôi. Khi thấy bom nổ tại Libanon ấy thì lúc đó thì mới thấy. Hallelujah. Đây đây chúng ta kết luận ở trong cái chỗ này, mục đích của những sự kiêng ăn mà những nhân vật trước khi kiêng ăn ấy cho đến bây giờ ấy, thì nó là đây này, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị hước hiếp được tự do và bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho và chớ hề trớ trị những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ theo sau ngươi. Và cái câu sau ấy là cái câu rất là được cảm động và rất là được khích lệ nhé. Đây là câu câu 8. Câu 8. Bây giờ câu 8. Bây giờ ngươi cầu Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Câu 9. Ngươi kêu Ngài sẽ phán rằng có ta đây. Đấy là những cái điều mà tôi nói trước kia và nó mới có cái chỗ này nha. Chứ còn không phải là cứ khơi khơi chúng ta cứ công bố, con kêu Ngài có ngay, con cầu nguyện Ngài nghe ngay. Cái đó là bình sữa. Cái đó là bình sữa thôi. Nhưng mà còn có những giai đoạn ấy, khi mà chúng ta không thấy như vậy khô khan ấy, chúng ta đừng tự lừa dối mình. Không phải là cứ nói nhiều là nó có đâu. Đây này, nó có cái giá phải trả của người môn đệ này. Và Chúa gọi chúng ta giữ cái ngọn lửa đấy nha.
Người môn đệ có một tôi tớ Chúa, và những người trong dòng lịch sử thì họ chia hội thánh, bảy hội thánh ấy, là đó là ý nghĩa của bảy giai đoạn. Cái giai đoạn của hội thánh cuối cùng đó là Laodice. Giai đoạn hội thánh cuối cùng đó là Laodice, có nghĩa là lửa không còn cháy nữa, có nghĩa là Chúa Giêsu ở ngoài mà gõ. Nên chúng ta cần phải biết cái giá phải trả. Nếu ngươi cắt bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay ngươi và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm lo lòng kẻ khốn khổ, no lòng no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, nếu nhá thì nhá, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi và làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới và sư như suối nước chẳng hề khô vậy, như suối nước chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng, đây là cái lời hứa tuyệt vời lắm, đây là tuyệt vời. Cái câu này là tốt nhất là để mà anh chị em tự đọc, bởi vì câu đấy nó quá quý. Ok, chúng ta xem đây này, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, câu 5, trở lại đây câu 5, sự kiêng ăn mà cha chọn lựa này, đó là há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, mở những trói của ách. Xin lỗi bị nhầm, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, Esai 58, Esai 58 rồi. Này. Mở những trói của ách, bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ghép được tự do và bẻ gãy mọi ách hay sao? Nó có những ách không? Bây giờ cứ làm việc nho nhỏ đi nha. Nó có những ách không? Chúng ta không giữ mồm giữ miệng được. Chúng ta có những ách mà núi lửa nó phun ra, mà lúc đấy là mọi người đều bỏ chạy, đều bỏ chạy. Nó có những ách không? Rồi có những kẻ ước hiếp được tự do, chúng ta không giúp được cho người khác, chúng ta lại còn làm hại cho người khác nữa, làm ô nhiễm môi trường nữa, bẻ gãy mọi ách nữa. Đấy. Tự dối mình nhất là khi chúng ta ăn năn thật nhiều, chúng ta nói lời Chúa thật nhiều, rồi sau đấy ấy, mọi người ta ấy thấy mình yêu mến Chúa, nhưng mà đùng một cái bông trái xác thịt nó lộ ra một cái đấy nó làm hại nhiều hơn là lợi anh chị em nhé. Chúa gọi chúng ta rao đảng, rao giảng nhân đức của Ngài nhé, nhân đức của Ngài. Hãy mở mắt ra, và hôm nay là còn là ngày thuận tiện đấy. Nó làm hại hơn là lợi đấy. Tôi đã gặp nhiều rồi, không có thể lạm dụng được. Mình bảo là mình yêu Chúa, nhưng mà cái xác thịt nó lòi ra một cái thì mình tự lừa dối mình, bởi vì mình hèn nhát ấy, mình không đối diện với chính mình. Thế đấy, cái sự kiêng ăn này ấy, nó là như vậy, nó bẻ những xiềng hung ác, bởi vì nó có một số chương trình nó chạy, một số cái con đường ấy, đến lúc đấy là nó cứ hiện ra trước mắt, nó có cái phù phép nó hiện ra trước mắt. Há chẳng phải chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đi về nhà mình, và thấy không hề thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, không có cười trên sự đau khổ của người khác ấy. Trần truồng thì mặc cho, không có cười cười trên tai nạn, không có vui trên tai nạn của người khác ấy. Tiếng Đức gọi là Schadenfreude ấy, vui trên đau khổ của người khác ấy. Có cái tấm lòng trắc ẩn ấy. Đừng trớ trinh, cái chữ này ấy, thì có nghĩa là người tôi tra nguyên nghĩa là không có ngoảnh mặt quay lưng với những người cốt nhục của mình. Những người cốt nhục này chúng ta có thể hiểu Chúa Giêsu ấy ở đây nói ai là cha ta, ai là mẹ ta, ai là anh em chị em ta. Người nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đó là mẹ, người đó là anh chị em ta. Thì khi kiêng ăn mình có cái sức mạnh ấy, thì để mình bỏ qua, mình thấy rằng ấy là trong hội thánh anh chị em mình giàu cho chúng ta thế nào, giàu xác thịt, giàu thế nào đi chăng nữa, nhưng mà còn một điều là yêu Chúa ấy, thì nó là cái cứu cánh cuối cùng, cái cứu cánh cuối cùng. Không có quay ngoảnh mặt quay lưng đối với những kẻ cốt nhục của mình. Và chúng ta sẽ hiểu được là con cái xác thịt bắt bớ con cái Đức Thánh Linh như thế nào. Không có bênh vực nhá, không có bênh vực. Con cái xác thịt bắt bớ con cái Đức Thánh Linh. Còn ở đây không có ngoảnh mặt quay lưng đối với những người ruột thịt của mình, những người cốt nhục của mình, những người cùng dòng huyết Chúa Giêsu là trước tiên đi anh chị em. Còn cái việc mà hiếu kính bố mẹ, cái việc đó anh chị em đó là tự nhiên rồi. Nhưng mà đây là trong cái này đó là việc nhà Chúa đấy, việc của nhà Ngài đấy, việc của nhà Ngài. Không có mảnh ngoài mặt quay lưng đi. Không có làm một cách thờ ơ, làm cho có. Bây giờ sự sáng ngươi, cảm ơn Chúa nha. Mình cứ đọc là đọc hoài. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, con cầu nguyện và xin với Ngài, con xin với Cha cho cái ngọn lửa này nó được nhen và nó được khơi lại, nhen lại cho những người anh chị em đang nghe. Con biết rằng Ngài đang hành động, Ngài đang tác động trên những người đang nghe. Thì xin với Chúa, Ngài làm ơn cho chúng con.
Xin cho chúng con để cho sống những ngày này thật sự, để chúng con được biết đếm các ngày, và nếu như có sự kiêng ăn ấy, thì con xin với Ngài để cái động cơ kiêng ăn có thể lấy lại được, và từ chối xin Ngài chặt đứt, và chúng con cũng muốn để từ bỏ, đó là khỏi những cái sự mà kiêng ăn về cho đẹp người, về cho những cái điều đó, tha lỗi cho chúng con. Vì chúng con từ bỏ và chúng con muốn quay lại để dành cái tấm lòng của chúng con lên với Ngài. Và nếu như tấm lòng của chúng con mà có Ngài thì chúng con biết được rằng sẽ rất là kinh khiếp. Nó giống như là Môi-se thấy Đức Giê-hô-va trong bụi gai vậy. Thì đó là điều mà thì rất là chúng con rất là cần nhiều cái sự học của Chúa về sự kính sợ Chúa. Nếu mà thì xin Chúa Ngài ban ơn cho. Chúa Ngài ban ơn cho chúng con. Chúc bình an đến dân sự. Và đây là chìa khóa. Và đây cũng như là đây là xin dạy cho chúng con biết đường của Ngài trong cái con đường kiêng ăn.